Rồi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách đuổi muỗi thật là hiệu quả. Thì cái cách này mình chia sẻ cho các bạn là nó sẽ không có độc hại nha các bạn nha. Cách đuổi muỗi này, cái nguyên liệu mà mình sắp sửa chia sẻ đến cho các bạn nó hoàn toàn là có sẵn ở trong nhà của các bạn luôn, và nó cực kỳ là tốt cho sức khỏe của mình, và nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mình như những cái chai xịt muỗi mà người ta bán ở bên ngoài nha các bạn nha. Rồi thì trước tiên á, các bạn sẽ chuẩn bị một cái chai như thế này. Thì cái chai như thế này các bạn là những chai nước xịt rửa kính đó, thì mình xài nước hết rồi mình để lại cái chai. Thì cái chai này nó có cái vòi bóp các bạn ha, nó có cái vòi bóp như thế này. Thì bắt đầu á, mình bỏ vào trong cái chai này một ít nước ha. Thì cái cách mà mình chia sẻ với các bạn đó là cái nó có cái nguyên nó có cái sẵn luôn. Thì bước một á là các bạn sẽ cho nước vào bình từ 150 đến 200 ml nước nha các bạn nha. Đó, rồi sau đó các bạn bỏ nước vào bên trong xong rồi đúng không? Thì các bạn sẽ cho vào bên trong cái bình này nè, thêm một ít giấm nữa nha các bạn nha. Giấm khoảng tầm từ 150 đến 200 ml giấm nữa nha các bạn nha. Các bạn cứ lấy giấm ăn nha các bạn nha. Đó, mình đổ vào đây như thế này. Đó. Rồi, sau khi mình đổ nước và giấm nó đã đủ thì thêm một thành phần đi các bạn. Đó là mình sẽ là cái thành phần này rất quan trọng nè. Mình sử dụng dầu gió ha, và mình nhỏ dầu gió này từ 10 cho đến 15 giọt dầu gió nha các bạn nha. Đó thì mình sẽ nhỏ vào đây 15 giọt dầu gió đi ha. Đó, cái này thì nó hơi lố 15 giọt nhưng mà khoảng 20 giọt cũng được nha các bạn nha, không sao hết trơn á. Rồi thì sau khi mình đổ vào đây từ 15 đến 20 giọt rồi đó, hay là 10 giọt cũng được ha. Nói chung là từ 15 đến 20 giọt. Rồi sau đó mình sẽ đậy nắp lại ha. Đó, đậy nắp lại và mình lắc đều lên nha các bạn. Đó, mình lắc đều. Đó, lắc đều đi cho cái dầu gió nó hòa chung với cái giấm và nước nước lã đấy các bạn. Đó rồi bây giờ mình đã có một cái nguyên liệu, các bạn coi nè, nó cái nước nó đục 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 như thế này nè ha. Đó, mình có cái nguyên liệu rồi ha. Rồi thì cái công dụng nước rất là hay luôn, các bạn có thể xịt xung quanh cái phòng ha, xung quanh cái phòng của mình. Đó, các bạn xịt như thế này đó, xung quanh cái phòng của mình đó. Thì khi mà muỗi nghe được cái mùi này á thì nó lập tức nó sẽ bỏ chạy nha các bạn nha. Đó, nó sẽ không có ở lại nữa khi mà nghe cái mùi dầu gió và cái mùi giấm này nè. Đó thì nó sẽ không còn nữa nha các bạn nha. Thì nếu mà nhà mình có trẻ sơ sinh nhỏ thì mình nên áp dụng theo cách này thì nó sẽ không có gây những tổn hại cho sức khỏe của mình nhiều nha các bạn nha. Rồi thì cái công dụng thứ hai nữa, nếu mà các bạn không đuổi muỗi thì các bạn có thể xịt vào bên trong cái thùng rác ha. Các bạn có thể xịt vào cái thùng rác để các bạn đuổi ruồi nè ha, hoặc là đuổi những cái côn trùng á khi mà nó bò lại gần cái thùng rác của mình ha, và mình xịt xung quanh nó để cho nó sợ nó nghe cái mùi này nó sẽ không tới nữa các bạn nha. Rồi cái công dụng thứ ba nữa là các bạn có thể xịt vào bên trong cái nhà tắm, nhà vệ sinh đó các bạn. Đó, để có thể khử mùi được cái nhà vệ sinh của mình khi mà nó bốc cái mùi hôi tanh ha, từ ở phía dưới cống lên ha, hoặc là ở phía dưới cỡ cái bồn cầu á nó bị vọng ngược lại các bạn. Đó thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách này để mà khử mùi của bồn cầu hay là toilet ở dưới cống nha các bạn nha. Rồi thì cái công dụng này rất là hay luôn, thì mình muốn chia sẻ đến cho các bạn thì các bạn cứ áp dụng theo cách này của mình để mà đuổi vừa đuổi muỗi nè ha, vừa có thể đuổi côn trùng nè và vừa có thể khử mùi được bên trong nhà nhà vệ sinh nha các bạn nha. Rồi mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn khi các bạn muốn đuổi muỗi nha. Và nếu các bạn cảm thấy video mình hay và hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh mình thì phát triển các bạn nhé.